Thân mến, chào các em học sinh lớp 3. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục học Unit 5, Lesson 2 nha các em. Và trước khi vào bài, chúng ta sẽ cùng ôn lại cho cô từ vựng mà chúng ta đã học ở Lesson 1 nhé. Now, listen and repeat. Cô mời các em chúng ta cùng lắng nghe và lặp lại cho cô nào. Cook. Cook. Dance. Dance. Draw, draw. Paint, paint. Run, run. Sing, sing. Swim, swim. Walk, walk. Và trong lesson 1, chúng ta đã học mẫu câu là What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Chúng ta sẽ trả lời là is cộng với hoạt động. Sau đó các em thêm cho cô chữ in, đúng chưa nào? Ví dụ cô có is walking. Và trong lesson 2, chúng ta sẽ học một cách trả lời khác của mẫu câu cũng là What's your hobby nha các em. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể trả lời bằng cách là I like. Như vậy, khi hỏi sở thích của bạn là gì, các em có thể trả lời I like cộng với hoạt động và cộng với chữ in. Ví dụ cô có I like walking. Đó cũng chính là nội dung của trong lesson 2 ngày hôm nay. Và bây giờ cô mời các em chúng ta cùng vào bài nào. Trong hoạt động số 1, các em sẽ cùng nhau nhìn, lắng nghe và lặp lại. Các em hãy cùng xem hai bức tranh và xem thử là các bạn nhỏ này sở thích là gì nha các em. A. What's your hobby? What's your hobby? Sở thích của bạn là gì vậy? I like cooking. I like cooking. Mình thích nấu ăn. B. What's your hobby? What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? I like walking. I like walking. Mình thích đi bộ. 2. Các em cùng lắng nghe, chỉ vào và lặp lại cho cô. Quan sát 4 bức tranh, các em hãy nối 4 bức tranh tương ứng với 4 hoạt động mà các bạn nhỏ ấy thích nhé. 1. Cô có từ running. Chạy, đúng chưa? Và bạn nhỏ này thì thích sơn. Hoặc là tô màu. Chúng ta có từ painting. Sở thích của bạn nhỏ này là đi bộ. Chúng ta có từ walking. Và bạn trai này sở thích là nấu ăn, cooking. Như vậy các em thấy 4 sở thích này đều có chữ in ở đằng sau nha các em. Bây giờ các em sẽ cùng nhau đóng vai một bạn hỏi và trả lời cho cô nào. 1. What's your hobby? I like running. 2. What's your hobby? I like painting. 3. What's your hobby? I like walking. 4. What's your hobby? I like cooking. Good job. 3. Let's talk. Trong bài 3, các em quan sát bức tranh và chúng ta cùng hỏi và trả lời mẫu câu What's your hobby nhé. Ví dụ, các em nhìn thấy chú đang đeo tạp dề. Như vậy, cô ấy và chú ấy thích nấu ăn, đúng chưa nào? Chúng ta trả lời I like cooking. Look, what's your hobby? I like running. What's your hobby? I like walking. And what's your hobby? I like painting.
4. Listen and tick. Trong bài 4, cô mời các em chúng ta cùng lắng nghe và tích vào đáp án. 1. Cô có A là walking. B là cooking. 2. Cô có running and painting. Now listen and tick. 1. What's your hobby? I like cooking. 2. What's your hobby? I like painting. Cô mời các em chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa và so sánh đáp án nhé. 1. What's your hobby? I like cooking. 2. What's your hobby? I like painting. Như vậy là trong câu số 1, sở thích của bạn ấy là cooking, nấu ăn, và ở trong câu số 2, sở thích của bạn là painting. Brilliant. Chúng ta có đáp án 1B and 2B. Chuyển sang bài số 5, các em hãy cùng nhau nhìn vào bức tranh và hoàn thành cho cô những cái từ còn thiếu nhé. Như vậy, ở hình số 1, chúng ta có sở thích ở đây là is. Đúng rồi, swimming. Như vậy chúng ta sẽ ghi chữ swim, sau đó các em ghi cho cô chữ in. Và nhớ là chúng ta phải gấp đôi chữ m nha các em. Swimming. 2, chúng ta có từ hát là sing. Thêm chữ in vào, chúng ta được từ singing. Is singing. 3, I like nấu ăn là cook. Chúng ta có từ cooking. 4. What's your hobby? I like... cô có từ paint. Thêm in vào, chúng ta có từ painting. I like painting. Trong bài 6 cuối cùng, cô mời các em chúng ta cùng hát. Bài hát mang tên My Hobby, sở thích của tôi. Now listen and sing. What's your hobby? It's dancing. What's your hobby? It's swimming. What's your hobby? I like cooking. What's your hobby? I like painting. Dancing, swimming, cooking. And painting. Thân mến, như vậy là lesson 2 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Tổng hợp lại, trong ngày hôm nay các em cần nắm cho cô là mẫu câu What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Chúng ta có hai cách trả lời. Một, is cộng với hoạt động cộng in. Hoặc các em cũng có thể trả lời là I like cộng với hoạt động thêm in. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong lesson 3. Goodbye.